Anh đang quay tay. Vận mai sẽ tới. Nốt này hai bị đứt lắm này, những cái nốt này rất là hai bị đứt lắm. Nốt thì đi lô. Hiệu quả điện của Hiếu hôm nay đã có 6 các bạn nhé. Đương nhiên là rượu to chắc chắn rồi, họ mới sử dụng cái bất xịn. Tháo dây đó. Cái giờ người ta cũng đang lên lại đi. 3m2 đúng không? Bắt tay được. Lên nha. Rồi. Hơn hơi nhẹ đầu thế. Sáo để lùi về sau quá. Nhìn không thấy ngọn sáo mà. Đúng không? Sáo để hơi lùi về sau các bạn nhé. Đáng lẽ rượu đen nó phải để lùi sáo về trước chút nữa. Ăn gió rồi. Sao nào? Ôi sao để nốt rồi đi. Cái nốt này hay bị đứt lắm này, những cái nốt thì rất là hay bị đứt lắm. Cái nốt thì đi lô. Anh đang quay tay. Vận mai sẽ tới. Chắc chút nữa là diều sao lằng bùi lại chứng kiến rất là nhiều những con diều chơi tại đây các bạn nhé. Bây giờ mình chơi hơi sớm đấy, chơi bây giờ là mới có 7 giờ thôi các bạn nhé. Càng ngày gió càng to đấy các bạn nhé. Clip hết rồi. Và mình kết thúc video tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bạn xem, cho một like, một đăng ký kênh các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại bạn ở video sau.